Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ các bạn một cái lô linh sam quái các bạn ơi. Cái lô linh sam quái này thì mình đã có khách đặt hàng rồi các bạn. Mấy ngày nay mình không có đăng clip cho các bạn xem nữa, các bạn biết rồi đó. Bữa nay nữa là ngày thứ thứ năm các bạn ơi. Ngày thứ năm mình đã làm cái lô linh sam này các bạn. Đó, các bạn biết cái lô linh sam này là nó 300 cây các bạn ơi. 300 cây mà mình uống từ bữa giờ là ngày tới đây, bữa nay là 5 ngày mà nó chưa hết nữa các bạn. Để bây giờ mình quay lại cho các bạn xem những cái cây mình đã uống các bạn. Đó này, quay cho các bạn xem chơi cho vui thôi, chứ còn cái này mình đã bán rồi các bạn ơi. Này thì có một người khách đã đặt hàng mình hết cái lô 300 cây này. Đó, mới đầu thì mình lặt lá nó các bạn. Đó, mình cho cũng đông người lắm các bạn ơi, nhờ một số anh em ha lặt lá. Lặt lá xong rồi bắt đầu là mới anh em cũng vô dây cho mình các bạn. Đó, vô dây tiếp cho mình ha. Thì xong mình mới uống. Thì các bạn thấy thì 5 ngày trời các bạn, 5 ngày mình uống là xuyên suốt luôn á, không nghỉ trưa các bạn ơi. Tại vì cái lô này thì khách đã đặt mình cũng gấp các bạn. Thành ra là làm xuyên suốt luôn các bạn. Quá trời luôn ha. Các bạn nghĩ 5 ngày mình làm là nó mới chưa xong các bạn. Bữa nay thì còn khoảng mấy chục cây nữa. Đó, còn chắc 20-30 cây nữa. Thì sẵn dịp đây mình cũng quay lại cái clip này chia sẻ các bạn xem cho vui chơi ha. Cái cây này thì nói chung cái lô lên sam này toàn cây quái không các bạn. Đó, lô này thì mình cũng lấy về định đó là giao lưu với các bạn, nhưng mà có người khách đã lấy này hết rồi các bạn ơi. Đó, thì để mình quay từ cây mình đã uống nè. Bạn thấy sau khi mà lặt lá xong mà mình uống đó thì nó được vậy đó các bạn. Đa số thì cái lô linh sam này là cây đổ các bạn ơi. Cây này không phải cây đổ nữa các bạn, cây này thì có thể gọi là cây cây bay, mà cái này thường thường miền Bắc người ta gọi là cây dáng hoành đó các bạn. Đó, có thể là gọi là cây hoành hoặc là cây bay cũng được các bạn, tại vì nó nằm ngang cái miệng chậu thôi, nó không có đổ xuống các bạn. Thì cái cây này mình nghĩ là nếu mà mình gỡ cái bầu này ra, mình để vô trong cái miệng chậu mà cao đó các bạn, thì cũng rất là hay. Bởi vì cây này thì nó có cái dáng là nó đã bay ngang hết trơn rồi, ngang từ ngang miệng chậu hết rồi. Đó, cành nhánh nó đã có sẵn rồi, thì mình chỉ cần vô dây mình uống thì nó sẽ thành một cái cây thôi. Đó, thì hôm nay mình cũng chia sẻ bạn xem cho vui chơi ha. Đó, 5 ngày các bạn, 5 ngày mà chưa xong nữa đó, quá trời luôn ha. Thì mình đang làm thì trời mưa quá trời các bạn. Các bạn có nghe tiếng trời mưa không? Mưa nó hơi ồn tí ha. Mình cố gắng mình quay lại cho các bạn xem một số cây mình đã uống rồi các bạn. Đó, đa số là cái cây cây bay mà nó cái thân nó rất là quái các bạn. Cây này thì có đế có thân luôn các bạn, thân đẹp đế đẹp luôn ha, nhưng mà cái đế thì nó còn đang nằm ở trong cái bầu các bạn. Này mình có thể mình nâng cái đế lên tí nữa thì rất là hay nè. Cái lô linh sam này thì nói chung nó rất là quái các bạn. Đó, cái này thì linh sam này thì người ta trồng bằng cái cây mà chiết còn nhỏ đó các bạn, cái dâm cành còn nhỏ đó, xong người ta cũng có uống lượng cái phần gốc đế của nó hết rồi. Người ta mới trồng xuống đất rồi xong người ta mới bứng lên, người ta vô cái bầu này các bạn, vô bầu này người ta nuôi cũng mấy tháng trời cả năm rồi các bạn, thành ra cành nhánh nó cũng rất là nhiều, người ta cũng có vô một nước dây rồi các bạn. Đó, để phiên mình thì mình về mình ngắt lá nó rồi mình vô thêm một lần dây nữa rồi mình uống tiếp các bạn. Đó, các bạn thấy có những cây nó rất là hay các bạn. Ở trong đây thì nói chung thì nó ngang ngang thì nó cũng nhiều, lâu lâu thì cũng có một cây vượt trội các bạn. Đó, cũng rất là hay ha. Bạn thấy mình uống là nó hình như là cũng hơi giống giống nhau các bạn. Bởi vì cái này nó có cái dáng nó bay bay, nó giống giống nhau rồi. Thành ra khi mình vô dây mình uống thì cũng giống nhau luôn các bạn. Nó đều 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 ha. Thì nói chung là cái này là mình uống theo cái lối là
cành bay mà 3D các bạn. Nó cũng nói chung là cũng có nhánh mình An Giang rất là nhiều trong đây, bởi vì hàng chợ không các bạn, thành ra chủ yếu là uống cho kín tàn. Nó ở đây thì cái này sau khi mình uống thì nó ra lá nè, cũng có con số và 5 ngày trước thì nó ra lá bên đây nữa các bạn, thì nó kín tàn hết trơn nè. Mà cái này mình thấy cũng ngộ các bạn, khi mình uống xong mình để cái cây này là cây song hinh nha các bạn, lá nó nhuyễn thôi, cũng không lớn đâu, mà khi mình uống xong mình để trong trong mát nè, trong nhà nó 4-5 ngày đây nó đâm ra lá bự bự không à, nó cũng lạ ha. À, ở trong mát quá lá nó bự các bạn ơi. Này có thể mình ngắt lá nó một lần nữa, đưa ra nắng thì nó sẽ nhỏ lá lại các bạn. Các bạn biết linh sam thì nó rất là mạnh ha, không sợ ha. Mình ngắt lá nó thì nó sẽ đâm lá mới thôi. Đó, mình uống kính tàn hết trơn luôn các bạn. Quá trời luôn. Mấy ngày nay mình không có rảnh mình đăng clip cho bạn xem là do mình uống cái lô linh sam này các bạn. Ở đây mà nếu mà rảnh là nhà, khi mình uống thì cũng không có rảnh mà quay lại cho bạn xem nữa, quá trời luôn nè. Đó bạn thấy không? Đó, bây giờ còn bao nhiêu đây nữa nè. Còn như đây chưa uống, cái này chưa uống nữa các bạn. Cái này mới có ngắt lá đây ha. Chưa vô dây nè. Đó, bên đây là chưa ngắt lá nè các bạn thấy không? Còn số chưa ngắt lá nữa nè. Đó, quá trời luôn nè các bạn. Để không có chỗ để luôn ha, tới mấy trăm cây quá trời luôn nè. À, những cái này là uống rồi rồi các bạn. Nói chung cái lô này thì nó có cái thăng lắc lượng cũng rất là quái các bạn ơi. Đó thì ở đây mình có cái cây này nè các bạn. Cây này mình thấy rất là lạ các bạn. Đó, các bạn thấy cái cây này thì nó có hai cái thăng nha, thăng trên nè. Cái nhánh này là phải hồi đó mà mình như mình uống lắc xuống thì rất là hay nè các bạn. Đó, để chút mình sửa cây này lại nè. Cây này mình thấy rất là quái các bạn nha. Cây này rất là độc cây các bạn ơi. Đó, mình lại khoái những cái cây thế này nè các bạn. Có hai thằng mà nó hai khóe hai nơi ha. Nhưng mà mình thấy nó ngoái chứ lại các bạn. Cái thằng trên nó ngoái lại cái thằng dưới ha. Đó, nó nhìn xuống cái thằng dưới. À, rất là hay các bạn. Cây này theo mình đánh giá thì một cái cây cũng là một cái cây nghệ thuật các bạn. Đó, thành ra để mình lấy cái cây này mình uống cho các bạn xem cái cây này rất là hay nè. Đó, cái cành này các bạn, cành này mình có thể mình cho nó lên một chút rồi mình ngoái trở xuống các bạn. À, nó thành một cái thăng chính mà nó đi về một hướng khác nhưng mà nó quanh trở lại các bạn. Mình thấy cái cây này thì rất là nghệ thuật các bạn. Nó mặc dù nó hai cái thăng ở dưới thì nếu mà mình không kỹ á, thì mình thấy nó giống như là một cái cây nó lại nó không đẹp các bạn. Đó, một thăng thì đi lên, thăng thì đi xuống. Hai cái thăng nó lại nó hai nơi các bạn nha, không có gom với nhau, nhưng mà khi mình nhìn kỹ thì rất nghệ thuật các bạn. Đó, không biết các bạn xem cái cây này sao thì mình cố tình mà lấy cái cây này ra để mình vô dây nè, rồi bây giờ mình uống là các bạn xem cái cây này nó rất là lạ các bạn. Đó, cái này thì người ta cũng có uống sẵn rồi, bây giờ mình chỉ cần sửa lại cái phần tán nó thôi, là mình cho cái nhánh ngọn nó người ta dựng lên các bạn, mình cho nó quay trở xuống để nó giống như là cái thân trên mà nó ngoái lại thân dưới đó các bạn. Mình thấy cây này rất là hay các bạn ơi. Đó, để mình uống cái cây này lại cho các bạn xem coi sao ha. Mình thấy trong đây thì đa số những cái cây nó bay nó giống nhau các bạn. Nhưng ở đây mình thấy có một cây này thì nó lại rất là lạ. Đó, mình thì là mình đã thích, mình lại thích những cái này nữa các bạn. Những cái này là những cái mà mình rất là mê các bạn. Ha, lâu lâu nó mới lọt vô một cây như thế này. Đó, nó lạ lắm các bạn, lạ lẫm ha. Đối với mình thì những cái gì đó lạ lẫm thì mình rất là thích. Đó, để mình cố gắng mình uống cái cây này theo cái ý của mình các bạn. Đó, cái nhánh dưới nè các bạn thấy không, nhánh dưới lại nó bay về ngược về cái phía bên đây. Đó, thân trên nó thì lại ngược về một hai phé hai nơi ha. Thành ra các bạn thấy thì nhưng mà mình nhìn cái cây này nó rất là nghệ thuật các bạn, nó rất là hay. Đó, để mình uống cái cây này các bạn xem nè. Đó, mình cho cái cành bên đây nó bay về một phía các bạn. Đó, lắc cho nó phóng về một bên ha, mình phóng về bên phải đây nè. Đó, rồi nãy cái nhánh trên mình có lắc. Đó, cho nó quay về hướng bên đây nữa, thành ra nó lại nó sau khi mà nó hài hòa với nhau thì mình thấy nó rất là hay các bạn. Đó, mới nhìn vô thì mình thấy cây này nó
nó không hay, nhưng mà sau khi mà mình nhìn kỹ cái cây này mình thấy rất hay các bạn ơi. Đó. Cây này thì nói chung người ta cũng có làm sẵn đó các bạn. Mình lắc sơ nó nè các bạn, là nó đã thành cái cây rồi các bạn. Đó, các bạn thấy mình cố tình mình lấy cái nhánh ngọn của nó lúc người ta dựng lên đó, mình lắc cho nó ngược trở về cái nhánh ba dưới đó các bạn. Đó, mình thấy cái cây này rất là quái cây các bạn. Đó, không biết các bạn thấy sao, có thể góp ý cho mình cái cây này ha. Đó, rất là lạ các bạn ơi. Đó, bạn thấy không? Cái này thì mình thấy rất là lạ các bạn, rất là nghệ thuật ha. Đối với mình thì cây này rất nghệ thuật các bạn. Đó, 2,2 nơi, nhưng mà sau khi mình lắc nó lại thì nó tạo ra một cái dáng cổ thụ mà dáng cây lão, rất là quái cây các bạn. À, cây này tạm gọi là miền Bắc người ta gọi là cây lão đó các bạn. Đó, mình miền Nam thì có thể gọi là cây cổ thụ, miền Bắc thì thường người ta gọi là cây lão các bạn. Mình thấy rất là hay với cây này nè. Đó. Nhưng mà cái lô này, cái lô cây này thì nói thật với các bạn là mình đã hứa mình để lại cho người ta rồi các bạn. Có một anh đã lấy cái lô này hết rồi, 300 cây này, thành ra là 300 cây này là mình có làm sao mình để y vậy các bạn. Đó, không thể lấy cây nào ra được hết trơn ha. Cũng có số anh em là đòi chia lum hết trơn nhưng mà không được các bạn. Mình đã hứa rồi, cái cây này á, thật sự cây này mình rất thích nè. Đó, cây này đúng ra là mình rất là mê cây này các bạn. Nhưng mà mình cũng phải giữ cái uy tín các bạn ha, giao luôn. Đó, không biết cái anh mà anh lấy cái cây này của mình về á, anh có thấy được cây này không, chứ thật sự cây này mình rất là mê các bạn. À, nó rất là quái cây luôn á, đối với mình là lâu lâu á, là có thể là gặp được một cái cây như thế này nữa các bạn. Đó, cây này dắt mình rất là mê các bạn ơi, nhưng mà đã giao rồi, đã giao hết lô cho người ta rồi, mình không thể mình lấy được các bạn. Đó, các bạn có thể nhìn kỹ cái cây này và góp ý cho mình ha. Đó, như mình đó thì mình thấy cây này sau khi mình sửa nó lại thì mình rất là ưng ý các bạn, rất là thích các bạn ơi. Ô trời mưa lớn quá các bạn ơi, các bạn có nghe trời mưa không? Đó, trời rầm nữa các bạn. À, sau khi mình lắc cái cây này mình rất là ưng ý các bạn. À, bạn có thể xem kỹ ha. Đó, cái nhánh dưới nè các bạn thấy không, nó rất là quái cây ha, nó bay ngược trở về. À, nhưng sau khi mình uống một cái nhánh trên hồi trở lại thì mình thấy nó rất là cổ thụ các bạn ha. Mặc dù là hai nhánh hai nơi nhưng mà rất là hay. Thì ở đây mình còn ở đây cái cây này nữa, thì mình còn chút thời gian này mình quay thêm cho các bạn xem mình uống cái cây này nữa các bạn. Thì nói chung thì mình lấy được cái lô linh sam này là cây nó cũng lạ lạ các bạn ha. Đó, nhưng khi đem về thì mình có để lại hết toàn bộ cái số cây này là 300 cây các bạn. Đó, để lại cho một ông anh ông lấy rồi. Thành ra trong đây thì cây đẹp, cây xấu, cây nhỏ, cây lớn gì đó là anh lấy hết. Thành ra là mình cũng nhiệm vụ của mình là chỉ uống sữa lại các bạn. Đó, ảnh thì anh rất thích cái cách uống cây của mình. Thành ra anh kêu mình nó là sữa lại cho anh hết luôn. Đó, thì nói chung là mấy ngày nay, 5 ngày nay các bạn. Nha, 5 ngày nay thì mình làm hết sức mình các bạn ơi. Đó, thì cũng có rất nhiều anh em á, anh chị anh em tiếp mình, còn mình thì mình chỉ là mình bẻ thôi, còn dây thì anh em người ta vô hết ha, rồi là lặt lá đồ, cắt gai rồi hết luôn các bạn, cắt gai nữa các bạn ơi. Đó, nhưng mà cũng lâu lâu nó sót gai là nó cũng đâm quá trời luôn ha. Thành ra là mình cố gắng mình làm theo cái khách yêu cầu đó các bạn. Đó, anh này thì anh cũng rất thích cái cách mình làm các bạn. Đó, rất thích cái cách mình làm cây ha. Thì thành ra là anh nói là bây giờ là mình phải làm cho ảnh. Đó, thành ra là mình cũng có nhờ một số anh em đó là chỉ vô dây cho mình thôi. Đó, còn toàn bộ các bạn tính không, mình lắc 3 trên cây này đó các bạn. Bạn tưởng tượng mà 5 ngày mà mình cầm, mình nắm, mình lắc vậy đó. Đó, cái cây này thì mình thấy nó cũng lạ lạ nè. Đó, nhánh nó cũng nhiều ha. Thì sau khi mình lắc xong thì cây này nó gì nữa các bạn. Đó, sau khi dây vô xong thì mình có nhiệm vụ của mình là lắc thôi. Một cây này mình lắc khoảng 5 phút đó các bạn. Có cây thì cũng hơn 5 phút ha, 5 phút 10 phút gì đó thì cũng không chừng lắm. Đó, các bạn có thể
nhịn cây này góp ý cho mình nữa ha. Đó, mấy ngày nay thì nói chung là mình làm chật lực đó các bạn ơi, thành ra không có thời gian mà quay lại các bạn xem đó. Chứ đúng ra là mình quay hết cái cách mà mình làm uống cái mấy cây này cho các bạn xem thì các bạn, mình nghĩ các bạn cũng rất là thích, bởi vì các bạn rất nhiều bạn cũng thích của mình uống mà, nhưng mà không có thời gian mà quay lại các bạn ơi. Đó thì ngày hôm nay là ngày thứ năm rồi đó, cũng chắc có lẽ là chiều nay thì không còn nhiều cây nữa, thì chắc lẽ là ngày mai là xong luôn các bạn. Đó, tổng cộng là 300 cây các bạn ơi. Các bạn tưởng tượng không, mình uống 300 cây đó, quá trời luôn ha. Đó, thì ngày hôm nay thì mình có cái video mình chia sẻ cho các bạn những cái cây mà mình đã uống ha. Nó cũng rất là quái lạ đó, cho các bạn xem chơi cho vui ha. Đó, các bạn thấy có những cái cây nó, mình thấy nó rất là quái lạ các bạn. Đó, bạn thấy cả đống luôn này ha, quá trời luôn. Đó, hết cái lối đi luôn các bạn ơi. Đó, mấy đứa nhỏ thì nó cũng làm tiếp mình. Đó, mấy cô này đó nè. Đó, cô này cũng vô dây luôn các bạn. Không biết có vô được không, đây nè nè. Đó. Đó, không biết vô được không à, phá đây chút rồi mình mất công mình làm lại nữa. Đó thì anh em ở đây cũng đặc biệt là vô dây cho mình mới uống xong cái lô cây này các bạn. Rồi mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video của mình ha. Rồi mình xin chào và hẹn lại những cái video tiếp theo nha.